Hello mọi người nhá. Hôm nay sẽ dẫn mọi người đi lắp cái hệ thống lan quang kéo từ đây này, từ cái này xuống ở đây khoảng độ tầm 150 m. Một đàn chó hơn 10 con này. Toàn con bé tí. Ở đây là hơn 100 mét anh em ạ. Đây là hai cái nền đất này thành cái rulo ra cáp. Rất là tuyệt vời luôn. Đầy tí không biết đi như nào đây. Đợt trước kéo cho cái công ty này thì cũng toàn đi lên trên cái bờ rào này, tường, đi lên cây keo này. Đấy. Bây giờ lại tiếp tục đi theo như vậy. Anh em lưu ý triển khai cái mạng lan quang này thì nó phải lớn hơn 100 mét thì anh em mới sử dụng nhá. Còn dưới 100 mét thì mình nên sử dụng lan thường thôi. Bởi vì cái lan quang này thì chi phí nó lắp nó cũng tốn kém hơn so với cái lan thường. Này phải hơn 100 mét đấy nhá, tầm 170, tầm 170 mét. Đoạn này nó khá là sâu, hôm nay ném thì nó ném hơi nghiêng người. Đây thì anh em tung lên như này. Ở cái khu này thì nó không có cái cột, bởi vì cái công ty trên này thì họ cũng chưa có đi vào hoạt động, cho nên là họ cũng chưa làm cái cột. Đấy, toàn cái cột tạm như này. Ở đây 223 mét. Băng rừng lội suối.
nhìn nó ngắn ngắn như này nó cũng xa lắm. Leo lên trên đồi này. Chuẩn lắm anh ạ. Tí nữa anh ơi. À vâng, cũng được anh. À vâng, ok anh. Vâng. Vâng. May quá lại có khách lại hẹn sáng mai anh ạ. Ông đâu rồi? Cũng xa phết đấy nhá. Mật trèo lên cái cong. Thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Vâng.
Mình mời. Áp hết tự. À cho nó linh linh. Cái này là dây điện như này. Ôi, ớt lên như này. Con cũng không muốn thì bu giờ con muối thì bao đầu ăn xong là vui. Nó về hả? Ừ, điện ra âm mà yên mấy. Cái đó điện cho bạn bài kia hả? Ủa? Đang trên cờ kèo. À, trên cái cờ kèo phải không phải không? Hả? Rồi bu đuôn nó trong áo quán. À, ăn thôi. Hơi trơn đây nhá. Trèo lên cây. Hôm nay thì trời nó mưa từ lúc sáng ấy. May mà chiều nay thì trời nó tạnh. Không ấy mấy cái thuê bao này nó kéo nó vất vả. Năm mươi này, 100. Hơn 100 mét. Ở đây thì nó kéo khá là nhanh. Bởi vì mình cũng chả phải chốt. Với chốt cũng chả có gì để chốt vào. Chốt lên cây này thì cũng mấy nữa là nó cũng tèo mà. Ở khu này, cái công ty này thì nó đứt đi đứt lại rất nhiều lần. 5 lần 7 lượt rồi. Lúc thì người ta chặt keo bị đứt. Lúc thì họ chuyển chỗ này chỗ kia. Hết cái hành lang này thì nó là khu an toàn của đường này. Mình đi vào bên trong kia thì không bị.
trở lại Huế thương, lần theo ân tình câu hát, tìm người con gái áo tím mộng mơ. Đây, chốt cho nó một phát vào đây. Sông hướng nước chảy tìm ra. Ở đây thì cái công ty này hay di chuyển ấy, thì tôi dự phòng ở đây khoảng độ tầm 10 mét đấy, cho nó chắc ăn. Lên đây thôi anh ạ. Đây là cái chỗ này đang sắp xếp. Ui, 223, ui. Hết 200 mét rồi nhá. Vậy nhìn bằng mắt thường thì không đoán được thật. Xa thật. Hết cái lô cáp này luôn. Khu này xe nó rất là cao nên là đi dưới cái này. Đây phóc nguyên nam kíp quét vẫn chất lượng à. Thì ta còn trên đâu quét xanh năm xưa mà cùng đoàn quân đi chiến dịch
Nhưng ngủ đó. Hả trời ông ấy đang nghe ngày chém cuối mà đổ như cái gì thì gì con. Đang đang cuối uống nó sẽ cuối uống cho bỏ bà. Ở đây nó tản ra đấy. Hay nhược chưa đi la? Đêm nay chỉ nhớ có cái điện nó bay bật. Tại ô điện điện nó máy có phải à? Hay con con cắm tivi á? Cắm tivi đại đấy. Nó có ô hiên à? Ô nó có ô hiên. Ơi, phải thiết kế ô ô hiên xem đi cơ. Nó có ớt lên nó có cái dây lôi đúng không đấy? À. Cái nó phải cắm trực tiếp hả? Cái nó hả không cắm? Nó, cái này phải cắm rồi này, wifi nhá. Có không khét với chát điện ở trên đoàn này là hay đoàn đoàn này là hay dính lắm.
Đây sẽ cắm cái bộ truyền đổi tín hiệu quang vào đây. Nếu mà thông quang thì nó sáng đèn anh ạ. Sau này nó có mỗi một đèn nhỉ. Dị nhỉ, hay bị chết rồi. Dây lan thì cắm từ cái cổng lan của bộ truyền quang chuyển sang cổng van nhé, cổng van của wifi phụ sáng đủ đèn này. Không biết hay là con này bị chết rồi. Tenda này, kết nối đến tenda này. Có tín hiệu luôn rồi anh ạ. Speed test luôn cho anh em này. Năm mấy mê? Năm bảy mê. Sáu mấy? Ủa, cao phết. Lượt TikTok cho anh em xem. TikTok ok đó. YouTube. Ok, báo 24 giờ chẳng ạ. Ok, Việt Nam Express. Facebook này nhất mấy cái video này nhé. Video anh em test video. Rất ok luôn anh em ạ. 200m bộ chuyển quang. Đây. Lượt như này là ok anh em nhé. Đấy. Alo. Vâng. Đức nào anh nhỉ? Có lại rồi mà, anh thử kiểm tra lại xem. Nó mất từ đêm hôm qua, nó bị mất mà. Anh thử rút điện ra anh cắm lại xem. Vâng, nó bị mất từ đêm hôm qua ấy. Vâng. À vâng, thế anh chờ nó tí, hôm qua bọn em nó lỗi thiết bị ở trong trạm ấy. Nó mất từ đêm hôm qua đến mãi gần 12 giờ mới xong ấy. Vâng, từ đêm hôm qua tầm 11 giờ gì đấy. Vâng. Bộ truyện quang này, dây lan này, cái cục này là nó bị lỗi anh em nhé, lỗi cái đèn quang này chứ không phải nó bị hỏng, lỗi đèn quang thôi.
Mấy cái này bộ chuyển quang này anh em đừng có đặt lên mấy cái thanh sắt nhá. Thanh sắt là nó nhiễm điện là nó hay bị cháy lắm. Nó hay bị nhiễm sét. Đấy, ok rồi. Đấy, đấy. Đây nhá, toàn bộ cái quá trình mà lắp đặt cái hệ thống wifi LAN. Đây anh em lưu ý này, nó đủ đèn này. Đây là cái đèn này nó đang bị lỗi này. Cho nên là không đủ, không đảm, không dùng được. Đấy. Chào anh em nhé.